Sau đầu tiên xin chào này các bác đam mê với chim đêm trên toàn quốc nha. Hôm nay bắt đầu buổi đầu tiên khởi động mùa bẫy chim di cư năm 2022 đây các bạn. Nói chung là con nghịch toàn quốc ta đi tương đối là mạnh các bạn. Nếu mà nói chung là nhiều bác thì cũng không đánh con nghịch đâu, nhưng các bác hôm nay cũng chia sẻ với bác này, đánh con nghịch non này thời điểm này đi rất chi ác các bạn. Thời điểm này và trước cách đây khoảng một tháng nó đi cũng mạnh các bạn, thì hôm nay em ra lưới đánh được. Nói chung là công việc nó bận quá, làm lưới làm các thứ cho các bác nên là bận quá các bạn. Đây đánh bằng loa bát nhôm này các bạn này, như đánh quốc ta đánh bằng loa bát nhôm này bao phê bao chất lượng cho các bác luôn, tiếng cực kỳ hay các bác nhé. Đấy, còn đánh bằng hai loa các bạn. Đấy, đi xem có con nào không. Chung là cỏ rộng quá, bãi này là bãi đánh vạc, bãi đánh rẽ đây các bác này. Xem có con nào quanh đây không các bác. Cỏ rộng quá, chứ cày bừa được. Con nào cày bừa chuẩn bị mùa rẽ rồi, cũng chuẩn bị đi cày bừa được rồi các bác. Ôi, nhìn chẳng có con nào các bác. Chung là đánh buổi đầu thì cũng không hy vọng lắm, nhưng chỉ hy vọng là không móm thôi các bác. Bây giờ vẫn sớm mà. Bây giờ mới có hơn 9 giờ các bạn. Ngoài Tuyên Quang thì bây giờ đang gió to. Đây có một con gì. Đúng đây có một con gì các bạn này. Không biết là con gì đây. Đây là đang đánh lưới chuyên dụng để đánh quốc ta. Đánh lưới mắt 6 này thì nói chung là mặt lem mặt liếc, nó không bị lọt các bạn. À đây được một con quốc ta các bạn. Ô, ngon thế. Được con quốc ta này các bạn này. Ây da, khai trương không móm rồi các bạn. Này cô ta non mặt lem các bạn, non chẹt luôn. Nhưng mà chim non bây giờ chủ yếu là chim non thôi các bạn, mùa này không có chim già. Lưới này vẫn lưới năm ngoái này các bạn này, rồi giết cắn thủng linh tinh lưới năm ngoái đấy các bạn. Năm nay mang ra đánh tiếp, năm ngoái mới đánh được khoảng hơn tháng cất lưới đi, năm nay lại đánh tiếp. Thế được một con trống móm rồi các bạn. Quá ok. Khởi động mùa bẫy chim năm 2022 đây. Chào bác nha, hẹn các bác vào video vào sáng ngày mai. Xem tổng kết sáng ngày mai xem được bao nhiêu con nhé các bác nha. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Nhà em chuyên cung cấp lưới loa đài âm ly đầy đủ dụng cụ săn bẫy ngày và đêm. Đấy, cỏ rộng này các bạn này. Đấy, đánh 3 cánh lưới các bạn. Cái ô ruộng này của em chỉ cắm được 3 cánh lưới thôi, không cắm được hơn các bạn. Đấy, ruộng nó nhỏ quá. Đấy. Xem video nhớ đăng ký hộ em nhá, chia sẻ của em nhá. Xin chào các bác. Hello các bác. 11 giờ 15 rồi lại đi thăm lưới các bạn. Được mỗi con nghịch này các bạn này. Đây con nghịch tơ các bạn nhá. Hôm nay được một cuốc một nghịch. Khai xuân không móm rồi các bạn. Đây nghịch ton, nghịch tơ đấy. Đây em đang đánh lưới mắt 6 này. Lưới này vẫn của năm ngoái nhá. Hàng này hàng biên xanh. Nói chung là đánh nó cũng ok các bạn. Tùng túi rất chi là sâu các bạn. Đánh kể cả các bác lưới này lúc mới các bác đánh chích vẫn ok nhá. Nói chung là nó vẫn có tỷ lệ chèo không thể tránh được các bạn. Đánh chích thì không thể tránh được, đánh chích người ta đánh mắt 8. Nhưng đây mình đánh cả nghịch, cả quốc, ta, cả chích. Nói chung là đầy đủ thập cẩm hết vào đây các bạn. Rất ok luôn, bao dính bao chất lượng cho các bác luôn nhé. Riêng lưới nhà Đào Tuyên có bảo hành luôn, lỗi 1 đổi 1 nhé. Bác nào cần lưới loa đài âm ly cứ báo em nhé. Thôi kết quả thì hẹn các bác vào sáng ngày mai. Xin chào các bác. Xin chào các bác nha. Tổng số 3 quốc ta 2 nghịch các bác, 1 cò. Khai xuân buổi đầu tiên không móm các bạn. Đây thì em cũng chỉ đánh 3 tay lưới quây vào thôi, chứ bãi của em lại không đánh gì nhiều các bạn. Đấy, bãi của em nó chỉ có mỗi cái đám ruộng này thôi là đánh được thôi. Đây các bạn, có được nhiều đâu. Đấy, còn kia là ruộng người ta làm hết các bạn, không ra đánh được. Đấy, tiếng quốc ta thì vẫn như tiếng đấy, tiếng chẳng lịch thì em cũng đánh như này thôi. Các bác hay xin của em hay cho các bác các tiếng này. Nói chung là đánh nó cực ok các bạn.
là khởi động mùa bẫy chim năm 2022 thành công các bạn. Đấy, nhà em chuyên cung cấp lưới loa, đầy đủ tất cả các dụng cụ săn bẫy, bác nào cần cứ báo em nhá. File tiếng nhà em cho miễn phí khi các bác mua hàng nhá. Đấy, file tiếng thì em đánh tiếng nào em cho các bác tiếng đấy, chứ không phải giấu giếm như người khác này. Nên các bác yên tâm khi mua sản phẩm nhà em cung cấp hỗ trợ tiếng file tiếng bằng bao giờ các bác đánh được chim rồi. Đấy, đây là em quây 3 tấm lưới, 1 tấm 50m, 2 tấm 30m. Đấy, thế là hết bãi của em này. Đấy, mua rồi này. Toàn bộ đây là cỏ dày hết. Mai hoặc ngày kia bắt đầu cày bừa các bạn, để chuẩn bị đón rẽ về rồi các bác nhá. Bác nào cần đồ gì cứ báo em nhá. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác video lần sau.